3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào lực lượng Mỹ đóng quân ở phía đông bắc Jordan, gần biên giới Syria, theo Tổng thống Joe Biden và các quan chức Mỹ cho biết vào Chủ nhật 28 tháng 1. Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công giết chết binh sĩ Mỹ trong khu vực kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Theo Jordan, vụ tấn công diễn ra ở Syria chứ không phải bên trong lãnh thổ Jordan. Đã có các cuộc tấn công khác nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, nhưng cho đến nay, quân đội Mỹ chưa có báo cáo về thương vong. Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công mới nhất này. Nhà Trắng cho biết ông Biden đã được thông báo ngắn gọn vào sáng 28 tháng 1 về vụ tấn công từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức khác. Tên của các quân nhân thiệt mạng và bị thương vẫn chưa được công bố khi các quan chức đang nỗ lực thông báo cho gia đình họ. Ít nhất 34 quân nhân đang được đánh giá về khả năng bị chấn thương sọ não và một số binh sĩ bị thương đã được sơ tán về mặt y tế khỏi căn cứ để điều trị thêm. Washington cho hay máy bay không người lái đã tấn công khu dân cư. Còn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và Tổng thống Biden cho rằng vụ tấn công nhằm vào một căn cứ ở đông bắc Jordan gần biên giới Syria. Chính phủ Jordan chỉ cho biết vụ tấn công xảy ra tại tiền đồn dọc biên giới nước này với Syria. Cuối năm ngoái, Jordan cũng đã yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống phòng không Patriot để tăng cường phòng thủ biên giới. Jordan cũng đã yêu cầu thêm viện trợ để giải quyết các máy bay không người lái được sử dụng trong các cuộc chiến ma túy trị giá hàng tỷ đô la hoành hành dọc biên giới với Syria mà Jordan đổ lỗi cho lực lượng dân quân đang kiểm soát ở phía nam Syria. Vương quốc Jordan có hàng trăm binh sĩ và chuyên gia Mỹ đóng quân. Nước này thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận lớn với quân đội Mỹ hàng năm. Ông Biden đã đổ lỗi cho các nhóm chiến binh ở Syria và Iraq gây ra vụ tấn công. Cuộc tấn công gây ra chết người đầu tiên chống lại lực lượng Mỹ kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 và gây ra làn sóng bạo lực vũ trang khắp Trung Đông. Trong khi chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin thực tế về cuộc tấn công này, chúng tôi biết nó được thực hiện bởi các nhóm chiến binh cực đoan được Iraq hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq, ông Biden nói trong một tuyên bố. Ông Biden nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ buộc tất cả những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và theo cách chúng tôi lựa chọn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lặp lại lời đe dọa đó, đồng thời cho biết thêm rằng ông và các quan chức cấp cao khác đã thông báo ngắn gọn cho ông Biden trước đó trong ngày về vụ tấn công. Cuộc tấn công này là sự leo thang lớn trong tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông, nơi chiến sự nổ ra ở Gaza sau cuộc tấn công của nhóm Hamas vào ngày 7 tháng 10 vào Israel. Kể từ đó, lực lượng Mỹ đã bị các nhóm phiến quân ở Iraq và Syria tấn công hơn 150 lần, khiến ít nhất 70 người thương vong trước cuộc tấn công hôm Chủ nhật, nhưng không có ai thiệt mạng. Tháng trước, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các nhóm liên kết với Iraq sau khi 3 quân nhân Mỹ bị thương, một người nguy kịch, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một căn cứ ở miền Bắc Iraq. Đầu tháng 1, một cuộc tấn công trả đũa của Mỹ ở Baghdad đã giết chết một thủ lĩnh dân quân bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công vào nhân viên Mỹ. Mặc dù cho đến nay, Mỹ vẫn duy trì quan điểm chính thức rằng họ không tham chiến trong khu vực, nhưng nước này đã trả đũa các nhóm phiến quân ở Iraq và Syria, đặc biệt không kích hàng loạt vào các mục tiêu quân sự ở Houthi ở Yemen sau khi nhóm này tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích các quan điểm cho rằng Iran có liên quan cuộc tấn công làm chết 3 lính Mỹ ở Jordan là vô căn cứ. Theo hãng tin Reuters, ngày 29 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố những đồn đoán về việc nước này đứng sau cuộc tấn công làm chết 3 lính Mỹ ở Jordan rạng sáng cùng ngày là vô căn cứ. Ông Kanani không quên nhấn mạnh những cuộc tấn công của Mỹ tại Syria và Iraq cùng với cuộc chiến tại dải Gaza sẽ chỉ khiến vòng xoáy bất ổn khu vực Trung Đông ngày càng tồi tệ hơn. Trước đó, phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc cũng ra tuyên bố khẳng định Iran không liên quan cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ. Hiện có xung đột giữa Mỹ và các nhóm quân nổi dậy ở khu vực Trung Đông và điều đó dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa. Vụ tấn công trên được thực hiện bằng máy bay không người lái nhắm vào tiền đồn Tower 22 hay còn gọi là Tháp 22 có sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Jordan. Ngoài 3 binh sĩ tử vong, cuộc tấn công còn khiến ít nhất 34 người khác bị thương. Vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên binh lính Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông kể từ xung đột Israel-Hamas bùng nổ hôm 7 tháng 10 năm 2023. Ông Trump cho rằng cuộc tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn là Tổng thống, đồng thời chỉ trích chính quyền của Tổng thống Biden.
Theo The Hill, trong ngày 28 tháng 1, cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công UAV nhằm vào lực lượng Mỹ đóng quân ở Đông Bắc Sudan. Cuộc tấn công ở Sudan đã đánh dấu một ngày tồi tệ với nước Mỹ khi ba binh sĩ của chúng ta thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những quân nhân dũng cảm đã mất. Tôi mong tất cả người dân Mỹ sẽ cùng cầu nguyện cho những người bị thương, ông Trump nói. Cựu Tổng thống gọi vụ việc ở Sudan là một cuộc tấn công trắng trợn, đồng thời chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì đã để cuộc tấn công xảy ra. Cuộc tấn công là hậu quả từ sự yếu kém và thỏa hiệp của chính quyền ông Biden. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn là Tổng thống. Giống như vậy, cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel đáng lẽ đã không xảy ra, xung đột Ukraine cũng đã không bùng nổ. Còn hiện tại, chúng tôi đang đối diện với nguy cơ thế chiến 3, ông Trump nói. Trong tuyên bố của mình, ông Trump đã nhắc lại những chính sách với Iran khi còn đương nhiệm. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng chính quyền ông Biden đã trao cho Iran hàng tỷ đô la Mỹ và số tiền này sau đó được dùng để tạo ra tình trạng hỗn loạn khắp Trung Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cân nhắc hành động đối đầu trực tiếp với Iran sau khi ba lính Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Jordan mà Washington cho là Tehran có liên can. Bloomberg ngày 29 tháng 1 dẫn một nguồn tin nắm rõ lập trường của Mỹ cho biết một cuộc tấn công làm người Mỹ thiệt mạng rõ ràng sẽ buộc chính quyền Tổng thống Biden phải có phản ứng mạnh mẽ hơn những gì mà Washington đã làm từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào tháng 10 năm 2023. Theo Bloomberg, một khả năng là Mỹ sẽ hành động bí mật tấn công Iran mà không lên tiếng thừa nhận nhưng vẫn có thể gửi đi thông điệp rõ ràng. Chính quyền Biden cũng có thể nhằm mục tiêu trực tiếp vào các quan chức Iran như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm khi ra lệnh ám sát tướng Qasem Soleimani ở Baghdad, Iraq vào năm 2020. Áp lực đã gia tăng đối với ông Biden trong việc cân nhắc hành động trực tiếp chống lại Iran. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ đã quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo thuộc Đảng Dân Chủ về chuyện mà họ cho là phản ứng rụt rè của Washington trước hành động của các lực lượng thân Iran cho đến nay. Các phản ứng của chính quyền Biden cho đến nay chỉ dẫn đến nhiều cuộc tấn công hơn nữa. Đã đến lúc phải hành động nhanh chóng và dứt khoát để cả thế giới nhìn thấy. Thượng nghị sĩ Roger Wicker, nghị sĩ Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết trong một tuyên bố, dù thế nào đi nữa, các nhà phân tích cho rằng Washington đang trên đà lún sâu hơn và xung đột ở Trung Đông. Quân đội Mỹ vốn đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng có liên hệ với Iran ở Iraq và Syria, đồng thời cũng tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Vụ tấn công chết người ở Jordan có thể sẽ khiến ông Biden phải đưa ra một trong những quyết định dẫn đến nhiều hệ lụy nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Liên quan đến vụ việc, ngày 30 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông đã quyết định về cách đáp trả vụ không kích vào căn cứ quân sự Mỹ khiến ba lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan sau khi tham khảo ý kiến với các cố vấn hàng đầu Nhà Trắng về phương án đáp trả. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết cách thức đáp trả đó là gì. Với câu hỏi từ các phóng viên rằng liệu Iran có phải chịu trách nhiệm về vụ không kích vừa qua hay không, ông Biden nói, tôi cho rằng họ phải chịu trách nhiệm bởi vì họ đang cung cấp vũ khí cho những kẻ thực hiện cuộc tấn công.